Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn hai câu rip class rock cực kỳ nổi tiếng mà các bạn có thể đánh vòng lặp đâu hoài mà không chán. Đây là hai câu mà nằm trong những cái câu rip kinh điển nhất. Câu đầu tiên cũng rất đơn giản của ban nhạc Nirvana, của danh thủ guitar quá cố Kurt Cobain. Thì câu này nó thuộc về cái âm dài là phan thứ các bạn. Nhưng khi đánh á, ông lại chèn vô cái nó pha bình thường, nghe nó rất là ngầu ha. Chúng ta sẽ đánh chậm cái câu đầu tiên ha, trong cái bài Come As You Are của Nirvana. Thì đây nó có mấy cái nhịp bắt đầu các bạn, tức là nhô đầu khuôn này. Tăng 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 thì nó cứ cái vòng lặp nó như vậy thôi. Các bạn nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra nó có mấy nốt tới đây thôi. Chúng ta chỉ có 2 ngàn này thôi, nhưng mà sắp xếp nó hợp lý thì vẫn tạo ra câu riff kinh điển ha. Chậm lên nha bạn. Đó. Tên bài hát mình cũng có hiển thị đây, các bạn có thể search lên YouTube để bạn nghe ha. Rồi cái câu thứ hai trong bài Enter Sandman của ban nhạc Metallica ha, cái câu nó nghe rất là tối tăm. Đó, mở đầu nó như vậy, nó chưa đánh như thế hoài thôi. Các bạn thì thuộc mi thứ các bạn, tăng. Sau đó chúng ta đánh ngăn 7, ngăn 5, các bạn bấm sẵn nè. Thì các bạn thấy ngay chỗ này chúng ta có nó blue, tức là nó C dáng ở đây, nó rất đơn giản nhưng mà nghe nó rất là tối ha, nghe nó âm u một tí. Thì các bạn có thể đánh ở đây hai câu này nó cứ vòng lặp vậy hoài, đánh có thể đánh tập tớp luôn, nghe thú vị đúng không ạ? Thì có thể ngắm vô được. Đôi lúc là những cái câu riff đơn giản như vậy nhưng có thể là ghi nhớ trong lòng của khán giả rất là lâu. Đó, hai câu này các bạn tập để thêm vốn từ, hoặc nếu các bạn chưa làm quen với thể loại nhạc rock thì có thể nghe thử hai bài rất kinh điển này, cái câu riff nghe rất là hay ha. Thì các bạn nếu có nhu cầu mua đàn Amigo guitar, hãy ủng hộ chúng tôi với những cây đàn đang được khuyến mãi, giá rất là tốt ha. Hoàn toàn là solid nha các bạn, tức là nguyên miếng, với những cái chất liệu khác nhau thì có mức giá khác nhau và đang được khuyến mãi rất là nhiều. Hãy nhớ like, share, comment cho ý kiến của bạn về các bài học, mình sẽ cố gắng đáp ứng tốt nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye.